Khoai tây cái thứ có trồng được hết mà. Khoai tây nhưng mà nó phải trồng tháng 9 cơ ạ. Vâng, trồng phân phân run. Vâng. Khách hàng tự khai thác rau, nó mùi. Đấy. Đúng rồi, mùi này là sạch 100% còn sạch hơn của Nhật đấy. Vâng. Trồng hết chỗ này là gần 100 thùng luôn. Kết hợp với các vị trí khác mà cháu thầu lại nữa thì còn nhiều nữa. Đấy, cô thấy ăn rau này có sướng không? Đúng không? Có cô này được ăn, cô bác chưa được ăn. Đấy, bác ăn đi, bác đi. Bây giờ bác về bác ăn luôn gì nữa. À đấy. Bác trồng làm gì, bác cứ gieo mua ít phân giun, bác gieo thẳng hạt xuống. Nó khoảng độ 30 ngày là bác ăn rồi. Theo cháu ấy thì bác nhà bác gần nhà bác Nhung đúng không? Bác về bác góp vốn vào đấy. Và bác góp thêm vài thùng vào đấy.